Let's go. Xin chào mọi người. Mimi và Steven đã trở lại đây. Đây là Steven. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Còn đây là Mimi. Hôm nay là vẫn thật sự mà nói là cuối mùa đông, đầu mùa hè nha mọi người. Nhưng mà mọi người thấy đó, Mi cũng đâu có nói nhiều đâu đúng không? Mọi người thấy những người đang đi trên đường hôm nay là cởi hết đồ, chỉ mặc mỗi cái quần và cái áo thế thôi. Bởi vì là thời tiết quá nóng. Quá nóng có nghĩa là quá nóng so với là mùa đông đó. Mọi người thấy cái cô này, cô đang chạy không mặc đồ như mùa hè. Thì hôm nay là thời tiết bao nhiêu độ baby? How today is how many degree for the... but bây giờ là lúc mà Mi phim á, thì hiện tại bây giờ là right now we are 10:30 AM rồi. Bây giờ là 10:30 sáng nha mọi người. Thì đây là cái nơi đẹp nhất của... Thật sự mà nói là đẹp nhất ở Canada luôn đó mọi người. Là nó được gọi là cái khu Inlet Bay. Thì những người nào mà đi du lịch ở Vancouver rồi thì chắc chắn cũng đã đặt chân đến đây một lần rồi. Đó, thì Mi quay phim để cho mọi người xem là thật sự mà nói là hôm nay là một trong những ngày rất là hiếm mà để mà mùa đông mà lại như mùa hè mọi người ạ. Quá đẹp. Do you like it? Quá đẹp. Quá đẹp. Rồi bây giờ baby nói tiếng Việt đi. Bây giờ baby nói tiếng Việt về ngày hôm nay. Nói gì? Say something about today by Vietnamese. Trời đẹp. Trời đẹp. Quá. Ok. Đó thì Mimi với lại Steven là uống cà phê. Thì ở bên uống cà phê của cái thương hiệu này. Thì cái thương hiệu này cũng là một trong những cái thương hiệu đầu tiên. Right, the first brand. Lần đầu tiên mà khi mà Mimi và Steven đi đến Vancouver đi du lịch thôi á mọi người, chứ chưa có ở đó, là cũng uống cái cà phê này và thấy rất là ngon. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao dạ, Steven cũng nhắc là nhìn với Mi, với Mi phải nhắc là nó ở cái đoạn là Little Sài Gòn nha với Mi. Sài Gòn nhỏ. Thì ở bên Vancouver tại sao Steven lại cứ nhắc về cái phải nhắc đến cái location? Bởi vì Vancouver nổi tiếng là một trong những cái thành phố nó rất là đa chủng tộc nha mọi người. Rất là đa chủng tộc. Về màu cờ sắc áo, và ở đây là tìm đồ ăn Việt Nam rất là dễ. What is this called? Đó thì Steven nói là đang đi bộ đến là thấy mấy cái con bird này nè. The jacket Canada Goose is come from this bird. So they kill all this bird for taking the jacket. Maybe not this one. Baby. Oh my god. Đó thì quay trở lại là nói về đất nước và con người Canada. Thì Mimi cũng thật sự là cũng rất là cáo lỗi mọi người, đã lâu lắm rồi Mimi không làm YouTube nữa. Thì bởi vì sao? Bởi vì là thật ra cũng lười thôi chứ có gì đâu. Lười làm biếng đó mọi người. Nhưng mà dạo gần đây là tự nhiên cứ đi ra ngoài nhiều, và anh chị này anh chị kia bảo là ô bé Mi ơi, bé Mi làm YouTube thêm đi, tại vì là anh cũng hay coi những cái YouTube review của bé Mi lắm. Thì nhân một cái dịp mà trời quá đẹp như thế này thì Mimi phải video clip và quay trở lại cái con đường làm YouTube thôi. Thì có thể là sẽ không làm nhiều như trước nữa nha mọi người. Bởi vì là thật sự là làm YouTube mà phải nói mà chất lượng á thì rất là công phu và rất là tốn nhiều thời gian á mọi người. Trời ơi, đó đây. Để Mimi quay hoa. Baby sit down a little bit, I want to filming the flower. Để Mimi quay hoa cho mọi người coi. Steven ngồi xuống đây chờ Mimi. Đó, đây nè. Hoa nè mọi người nè. Hoa.
Đẹp quá. Trời ơi quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đó, thì Mimi sẽ dừng cái video clip lại hôm nay nha. Thì cũng 5 phút rồi nè. Thì quay một lần luôn. Hẹn mọi người một dịp khác nha. Xin chào mọi người. Mimi và Steven đã trở lại đây. Đây là Steven. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Còn đây là Mimi. Hôm nay là vẫn thật sự mà nói là cuối mùa đông, đầu mùa hè nha mọi người. Nhưng mà mọi người thấy đó, Mi cũng đâu có nói nhiều đâu đó. Mọi người thấy những người đang đi trên đường hôm nay là cởi hết đồ, chỉ mặc mỗi cái quần và cái áo thế thôi. Bởi vì là thời tiết quá nóng. Quá nóng có nghĩa là quá nóng so với là mùa đông đó. Mọi người thấy cái cô này, cô đang chạy không mặc đồ như mùa hè. Thì hôm nay là thời tiết bao nhiêu độ baby? How today is how many degree for the... but bây giờ là lúc mà Mi phim á, thì hiện tại bây giờ là right now we are 10:30 AM rồi. Bây giờ là 10:30 sáng nha mọi người. Thì đây là cái nơi đẹp nhất của, thật sự mà nói là đẹp nhất ở Canada luôn đó mọi người. Là nó được gọi là cái khu Inlet Bay. Thì những người nào mà đi du lịch ở Vancouver rồi thì chắc chắn cũng đã đặt chân đến đây một lần rồi. Đó, thì Mi quay phim để cho mọi người xem là thật sự mà nói là hôm nay là một trong những ngày rất là hiếm mà để mà mùa đông mà lại như mùa hè mọi người ạ. Quá đẹp. Do you like it? Quá đẹp. Quá đẹp. Nào bây giờ baby nói tiếng Việt đi. Bây giờ baby nói tiếng Việt về ngày hôm nay. Gì? Say something about today by Vietnamese. Trời đẹp. Trời đẹp. Quá. Ok. Đó thì Mimi với lại Steven là uống cà phê. Thì ở bên uống cà phê của cái thương hiệu này. Thì cái thương hiệu này cũng là một trong những cái thương hiệu đầu tiên. Right, the first brand. Lần đầu tiên mà khi mà Mimi và Steven đi đến Vancouver đi du lịch thôi á mọi người, chứ chưa có ở đó, là cũng uống cái cà phê này và thấy rất là ngon. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao dạ Steven cũng nhắc là nhìn với Mi, với Mi phải nhắc là nó ở cái đoạn là Little Sài Gòn nha với Mi. Sài Gòn nhỏ. Sài Gòn nhỏ. Thì ở bên Vancouver tại sao Steven lại cứ nhắc về cái phải nhắc đến cái location? Bởi vì Vancouver nổi tiếng là một trong những cái thành phố nó rất là đa chủng tộc nha mọi người. Rất là đa chủng tộc. Về màu cờ sắc áo, và ở đây là tìm đồ ăn Việt Nam rất là dễ. What is this called? Đó thì Steven nói là đang đi bộ đến là thấy mấy cái con bird này nè. The jacket Canada Goose is come from this bird. So they kill all this bird for taking the jacket. Maybe not this one. Baby. Oh my god. Đó thì quay trở lại là nói về đất nước và con người Canada. Thì Mimi cũng thật sự là cũng rất là cáo lỗi mọi người, đã lâu lắm rồi Mimi không làm YouTube nữa. Thì bởi vì sao? Bởi vì là thật ra cũng lười thôi chứ có gì đâu. Lười làm biếng đó mọi người. Nhưng mà dạo gần đây là tự nhiên cứ đi ra ngoài nhiều, và anh chị này anh chị kia bảo là ô bé Mi ơi, bé Mi làm YouTube thêm đi, tại vì là anh cũng hay coi những cái YouTube review của bé Mi lắm. Thì nhân một cái dịp
mà trời quá đẹp như thế này thì Mimi phải video clip và quay trở lại cái con đường làm YouTube thôi. Thì có thể là sẽ không làm nhiều như trước nữa nha mọi người. Bởi vì là thật sự là làm YouTube mà phải nói mà chất lượng á thì rất là công phu và rất là tốn nhiều thời gian á mọi người. Trời ơi, đó đây. Để Mimi quay hoa. Baby sit down a little bit. I want to filming the flower. Để Mimi quay hoa cho mọi người coi. Steven ngồi xuống đây chờ Mimi. Đó, đây nè. Hoa nè mọi người nè. Hoa. Đẹp quá. Trời ơi, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đó, thì Mimi sẽ dừng cái video clip lại hôm nay nha. Thì cũng 5 phút rồi nè. Thì quay một lần luôn. Hẹn mọi người một dịp khác nha. Xin chào mọi người. Mimi và Steven đã trở lại đây. Đây là Steven. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Còn đây là Mimi. Hôm nay là vẫn thật sự mà nói là cuối mùa đông, đầu mùa hè nha mọi người. Nhưng mà mọi người thấy đó, Mi cũng đâu có nói nhiều đâu đó. Mọi người thấy những người đang đi trên đường hôm nay là cởi hết đồ. Chỉ mặc mỗi cái quần và cái áo thế thôi. Bởi vì là thời tiết quá nóng. Quá nóng có nghĩa là quá nóng so với là mùa đông đó. Mọi người thấy cái cô này, cô đang chạy không mặc đồ như mùa hè. Thì hôm nay là thời tiết bao nhiêu độ baby? How today is how many degree for the... but bây giờ là lúc mà Mi phim á, thì hiện tại bây giờ là right now we are 10:30 AM rồi. Bây giờ là 10:30 sáng nha mọi người. Thì đây là cái nơi đẹp nhất của, thật sự mà nói là đẹp nhất ở Canada luôn đó mọi người. Là nó được gọi là cái khu Inlet Bay. Thì những người nào mà đi du lịch ở Vancouver rồi thì chắc chắn cũng đã đặt chân đến đây một lần rồi. Đó, thì Mi quay phim để cho mọi người xem là thật sự mà nói là hôm nay là một trong những ngày rất là hiếm mà để mà mùa đông mà lại như mùa hè mọi người ạ. Quá đẹp. Do you like it? Quá đẹp. Quá đẹp. Rồi bây giờ baby nói tiếng Việt đi. Bây giờ baby nói tiếng Việt về ngày hôm nay. Say something about today. By Vietnamese. Trời đẹp. Trời đẹp quá. Ok. Đó thì Mimi với lại Steven là uống cà phê. Thì ở bên uống cà phê của cái thương hiệu này. Thì cái thương hiệu này cũng là một trong những cái thương hiệu đầu tiên. Right, the first brand. Lần đầu tiên mà khi mà Mimi và Steven đi đến Vancouver đi du lịch thôi á mọi người, chứ chưa có ở đó, là cũng uống cái cà phê này và thấy rất là ngon. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao dạ Steven cũng nhắc là nhìn với Mi, với Mi phải nhắc là nó ở cái đoạn là Little Sài Gòn nha với Mi. Sài Gòn nhỏ. Thì ở bên Vancouver, tại sao Steven lại cứ nhắc về cái phải nhắc đến cái location? Bởi vì Vancouver nổi tiếng là một trong những cái thành phố nó rất là đa chủng tộc nha mọi người, rất là đa chủng tộc về màu cờ sắc áo. Và ở đây là tìm đồ ăn Việt Nam rất là dễ. What is this called? Đó thì Steven nói là đang đi bộ đến là thấy mấy cái con bird này nè. The jacket Canada Goose is come from this bird. So they kill all this bird for taking the jacket. Well, maybe not this one. Baby. Oh my god.
Đó, thì quay trở lại là nói về đất nước và con người Canada. Thì Mimi cũng thật sự là cũng rất là cáo lỗi mọi người, đã lâu lắm rồi Mimi không làm YouTube nữa. Thì bởi vì sao? Bởi vì là thật ra cũng lười thôi chứ có gì đâu. Lười làm biến đó mọi người. Nhưng mà dạo gần đây là tự nhiên cứ đi ra ngoài nhiều và anh chị này anh chị kia bảo là ô bé Mi ơi, bé Mi làm YouTube thêm đi, tại vì là anh cũng hay coi những cái YouTube review của bé Mi lắm. Thì nhân một cái dịp mà trời quá đẹp như thế này thì Mimi phải video clip và quay trở lại cái con đường làm YouTube thôi. Thì có thể là sẽ không làm nhiều như trước nữa nha mọi người. Bởi vì là thật sự là làm YouTube mà phải nói mà chất lượng á thì rất là công phu và rất là tốn nhiều thời gian á mọi người. Trời ơi, đó đây. Để Mimi quay hoa. Baby sit down a little bit, I want to filming the flower. Để Mimi quay hoa cho mọi người coi. Steven ngồi xuống đây chờ Mimi. Đó, đây nè. Hoa nè mọi người nè. Hoa đẹp quá. Trời ơi quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đó, thì Mimi sẽ dừng cái video clip lại hôm nay nha. Thì cũng 5 phút rồi nè. Thì quay một lần luôn. Hẹn mọi người một dịp khác nha. Xin chào mọi người. Mimi và Steven đã trở lại đây. Đây là Steven. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Còn đây là Mimi. Hôm nay là vẫn thật sự mà nói là cuối mùa đông, đầu mùa hè nha mọi người. Nhưng mà mọi người thấy đó, Mimi cũng đâu có nói nhiều đâu đó. Mọi người thấy những người đang đi trên đường hôm nay là cởi hết đồ. Chỉ mặc mỗi cái quần và cái áo thế thôi. Bởi vì là thời tiết quá nóng. Quá nóng có nghĩa là quá nóng so với là mùa đông đó. Mọi người thấy cái cô này, cô đang chạy không mặc đồ như mùa hè. Thì hôm nay là thời tiết bao nhiêu độ baby? How today is how many degree for the... but bây giờ là lúc mà mi phim á, thì hiện tại bây giờ là right now we are 10:30 AM rồi. Bây giờ là 10:30 sáng nha mọi người. Thì đây là cái nơi đẹp nhất của, thật sự mà nói là đẹp nhất ở Canada luôn đó mọi người. Là nó được gọi là cái khu Inlet Bay. Thì những người nào mà đi du lịch ở Vancouver rồi thì chắc chắn cũng đã đặt chân đến đây một lần rồi. Đó, thì Mi quay phim để cho mọi người xem là thật sự mà nói là hôm nay là một trong những ngày rất là hiếm mà để mà mùa đông mà lại như mùa hè mọi người ạ. Quá đẹp. Do you like it? Quá đẹp. Quá đẹp. Rồi bây giờ baby nói tiếng Việt đi. Bây giờ baby nói tiếng Việt về ngày hôm nay. Nói gì? Say something about today. By Vietnamese. Trời đẹp. Trời đẹp. Quá. Ok. Đó thì Mimi với lại Steven là uống cà phê. Thì ở bên uống cà phê của cái thương hiệu này. Thì cái thương hiệu này cũng là một trong những cái thương hiệu đầu tiên. Right, the first brand. Lần đầu tiên mà khi mà Mimi và Steven đi đến Vancouver đi du lịch thôi á mọi người, chứ chưa có ở đó, là cũng uống cái cà phê này và thấy rất là ngon. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao dạ
Steven cũng nhắc là nhìn với My, với My phải nhắc là nó ở cái đoạn là Little Sài Gòn nha với My. Sài Gòn nhỏ. Sài Gòn nhỏ. Thì ở bên Vancouver tại sao Steven lại cứ nhắc về cái phải nhắc đến cái location, bởi vì Vancouver nổi tiếng là một trong những cái thành phố nó rất là đa chủng tộc nha mọi người, rất là đa chủng tộc về màu cờ sắc áo, và ở đây là tìm đồ ăn Việt Nam rất là dễ. What is this called? Đó thì Steven nói là đang đi bộ đến là thấy mấy cái con bird này nè. The jacket Canada Goose is come from this bird. So they kill all this bird for taking the jacket. Maybe not this one. Baby. Oh my god. Đó thì quay trở lại là nói về đất nước và con người Canada. Thì Mimi cũng thật sự là cũng rất là cáo lỗi mọi người, đã lâu lắm rồi Mimi không làm YouTube nữa. Thì bởi vì sao? Bởi vì là thật ra cũng lười thôi chứ có gì đâu. Lười làm biếng đó mọi người. Nhưng mà dạo gần đây là tự nhiên cứ đi ra ngoài nhiều, và anh chị này anh chị kia bảo là ô bé My ơi, bé My làm YouTube thêm đi, tại vì là anh cũng hay coi những cái YouTube review của bé My lắm. Thì nhân một cái dịp mà trời quá đẹp như thế này thì Mimi phải video clip và quay trở lại cái con đường làm YouTube thôi. Thì có thể là sẽ không làm nhiều như trước nữa nha mọi người. Bởi vì là thật sự là làm YouTube mà phải nói mà chất lượng á thì rất là công phu và rất là tốn nhiều thời gian á mọi người. Trời ơi, đó đây. Để Mimi quay hoa. Baby sit down a little bit, I want to filming the flower. Để Mimi quay hoa cho mọi người coi. Steven ngồi xuống đây chờ Mimi. Đó, đây nè. Hoa nè mọi người nè. Hoa đẹp quá. Trời ơi quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đó, thì Mimi sẽ dừng cái video clip lại hôm nay nha. Thì cũng 5 phút rồi nè. Thì quay một lần luôn. Hẹn mọi người một dịp khác nha.